Mến chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin Hồng Biến TV. Tin cực nóng, chốt hạ Võ Hoàng Yên phát hiện bí mật khủng được Phan Văn Mãi Võ Hoàng Yên che giấu. Lần này thoát sau khỏi lưới của ông giáo, chữa bệnh, làm chết 5 người mà không có tội nực cười hay không. Ỉm đi 14 tỷ đồng, quan phán không tội cũng không việc gì. Còn riêng ba ổ bánh mì, truy cùng đuổi tận phải đi hầu tòa. Luật pháp sao lạ vậy ta, ăn trộm buồng chuối con gà tù ngay. Yên Linh lừa mấy năm nay mà sao không bị tra tay vào cổng, người dân cảm thấy đáng lòng, luật pháp xử vậy dân mong cậy gì, toàn bọn làm chuyện thị phi mà quan phán xử sau kỳ vậy ta. Hùng vô, con lợn cho qua, mèo tha con chuột đều tra bắt đền, miền Trung lũ lụt triền miên, Hoài Linh chậm trễ mang tiền giải ngân. Phương Hằng phải nhắc nhiều lần, nếu mà không nhắc dần dần Linh ăn, người dân vùng lụt khó khăn, bữa no bữa đói dân ăn khoai mì, chỗ cần Linh chẳng có đi, lý do Linh bận phải đi hầu đồng. Cộng đồng thấy có tức không, tập đoàn ăn chặn, giờ đông quá trời, báo cô báo vẫn báo đời, luật sư bận bựa, bảo vệ nơi an thiền, tất cả mở mắt vì tiền, còn quan các cấp chính quyền thờ ơ, người dân khổ đến bao giờ, làm sai dân tố phớt lờ dân đi, ai quản lý thần y. Nhiều năm qua, thần y Võ Hoàng Yên được đồn thổi là có khả năng trị được bệnh câm điếc bại liệt nên có rất nhiều người tìm đến để điều trị thần y ở chỗ. Có những ca bệnh ông chỉ cần vỗ tay dập lưỡi là có thể khỏi câm điếc. Nhưng là những tin đồn xung quanh thần y và cho rằng ai cũng đã từng nghe danh thần y Võ Hoàng Yên với những chiêu chữa bệnh thần tài được chữa nhiều loại bệnh mà y học hiện đại nhất cũng bó tay như câm điếc bại liệt. Chỉ đến khi xảy ra vụ tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo người ta mới đặt ra dấu chấm hỏi ai quản lý thần y này. Những ngày gần đây dư luận rất là chú ý về vụ việc vợ chồng chú doanh nhân Huỳnh Uy Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam và vợ là cô Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của gia đình ông và khám chữa bệnh không có hiệu nghiệm. Theo đó, vợ chồng ông bà Dũng Hằng cũng đã cung cấp cho ông Yên hàng trăm tỷ đồng để trả nợ xây dựng chùa cứu trợ đồng bào miền Trung, trả nợ từ thiện chữa bệnh cho nhân dân. Tuy nhiên, khi điều tra ra thì số tiền này đã chảy vào túi người nhà và gia đình của ông Yên, chứ không có phục vụ mục đích nhân đạo, từ thiện xây chùa như mong muốn của gia đình chú Dũng cô Hằng. Bên cạnh đó, chú Dũng cho rằng những video clip về việc chữa khỏi bệnh câm điếc, bệnh nan y của ông Võ Hoàng Yên trên mạng xã hội đều là sản phẩm gian dựng của nhóm ông này nhằm đánh bóng tên tuổi. Cũng theo ông Dũng, mặc dù ông Võ Hoàng Yên tuyên bố khám chữa bệnh miễn phí nhưng thực chất là đã bán phiếu thu tiền khám chữa bệnh của người nghèo. Lúc này, Công an huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã vào cuộc điều tra và xác minh hàng chục trường hợp ông Võ Hoàng Yên khám chữa bệnh tại Quảng Ngãi. Bước đầu, nhiều người dân đều cho biết việc khám chữa bệnh là teo cơ câm điếc bại liệt viêm xoang, thoái hóa thất vị đĩa đệm của ông Võ Hoàng Yên không mang lại hiệu quả. Một số gia đình bệnh nhân câm điếc bẩm sinh từng được ông Võ Hoàng Yên chữa trị được cho biết là ông Yên chữa bệnh cho người thân của họ thì họ có thể là có tác dụng ngay lúc đó, người câm có thể kêu ú ớ nhưng sau đó thì về nhà thì đâu lại vào đấy. Theo tìm hiểu được thì được biết là chưa có cơ quan chức năng nào đánh giá và cũng không có cơ sở nào chứng minh về mặt khoa học hiệu quả khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên như là chiêu khám chữa bệnh thần thánh của ông Yên thì tràn ngập trong các clip video trên mạng xã hội bằng những lời đồn đoán và đồn thổi đánh giá bằng cảm tính của người dân. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chú Dũng Lò Vôi sẽ trao tặng cho ông Võ Hoàng Yên một nửa gia sản của mình nếu ông ta là chữa khỏi bệnh câm điếc cho 100 người. Không biết là tổng tài sản của ông Dũng Lò Vôi là bao nhiêu, nhưng với một kèo xét như vậy của một ông chủ của Đại Nam thì một nửa tài sản sẽ không dưới vài chục ngàn tỷ đồng. Một câu hỏi đặt ra là tại sao chú Dũng không cược toàn bộ gia sản của mình mà chỉ cược một nửa? Rõ ràng trong cuộc thách đấu này, chú Dũng là chưa thể thắng tuyệt đối và cơ hội thắng của ông Võ Hoàng Yên là 50-50. Như vậy ông Yên không phải là không có cửa thắng và nói thật là ông Yên sẽ không phải là chuột xa hũ nếp mà là chuột xa kho vàng nếu ông chứng minh được cái gọi là thần y của mình. Vấn đề ở chỗ ông Yên có dám xuất đầu lộ diện để mà nhận lời thách đấu này hay không? Câu chuyện về cái gọi là thần y Võ Hoàng Yên quả thật là một vở kịch là đại bi hài xuyên thế kỷ 21 và xuyên biên giới và xuyên quốc tế mà nhân vật chính là ông Võ Hoàng Yên và ekip của mình đã diễn trong gần 14 năm qua và có sự bi a tiếp tay của Hoài Linh và các ca gừng sĩ. Theo con số mà ông Võ Hoàng Yên từng tuyên bố trên báo Hà Tĩnh Điện tử ngày 6 tháng 11 năm 2011, thì mỗi năm ông chữa trị được hơn 4.000 người câm điếc nói được nghe được. Một con số mà có lẽ từ cổ chí kim, từ đông sang tây, từ thầy thuốc đại tài cho đến các bác sĩ lừng danh trên thế giới đều phải cúi đầu bái phục ông này. Tuy nhiên, qua những gì mà người dân tố giác, đặc biệt là từ khi mà cô Nguyễn Phương Hằng chính thức làm đơn tố cáo thì dư luận mới vỡ lẽ ra rằng thần y Võ Hoàng Yên là kẻ đại bịp. Nói đại bịp là vì trong thực tế đã có rất nhiều vị lang băm tự xưng mình là thần y, là thần thánh, nhưng so với Võ Hoàng Yên thì đó chỉ là trò lừa quá cọn con, nhỏ xíu xiu và chưa bằng cái móng tay của ông Võ Hoàng Yên. Cách đây 6 năm,
cũng có một người phụ nữ tự xưng là thánh cô chữa được nhiều bệnh. Người phụ nữ này hành nghề công khai ngay trước cửa bệnh viện Ca Hà Nội và chữa bằng các phương pháp rất là kỳ quặc như dùng miệng, mút trán, phun nước vào mặt người bệnh, sờ soạng vào người và thậm chí là sờ vào những bộ phận nhạy cảm. Người phụ nữ này nói là chữa không lấy tiền nhưng lấy quà để cúng tế ơn trên và kết quả là ai chả ai hết bệnh. 5 năm trước, có ông chuyện là thầy thổi chữa bệnh. Ông thầy thổi này tên là Nguyễn Văn Danh, ở xã Khánh Bình, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Người ta đồn thổi ông này chữa được bách bệnh bằng phương pháp rất đơn giản. Thầy thổi phù phù, liền ba hơi, phun nước vào người, quơ nhang, niệm chú. Thầy cũng không lấy tiền, thầy chỉ cần hậu tạ thôi. Nhưng cái khoản tiền hậu tạ cũng quá tiền khám chữa bệnh, cuối cùng tiền mất tật mang. Và mới đây, lại có thêm một thần y ở Bắc Giang chữa bệnh hiếm muộn cho phụ nữ bằng một phương pháp duy nhất là trực tiếp quan hệ với bệnh nhân. Hễ chị nào hiếm muộn là tới thầy và thầy chẳng chê bất cứ một ai. Thầy quan hệ xong, rồi thầy cho toa. Toa thuốc của thầy cũng rất là kỳ lạ, không có thuốc men gì cả mà chỉ ghi ngày giờ quan hệ với chồng. Còn một số chi tiết nữa trong toa của thầy, nhưng xin phép quý vị miễn bình luận vì nó quá là ngượng miệng. Nếu các vị lang băm kia lừa người bệnh chỉ lừa tiền nhưng họ không gây đau đớn về thể xác thì ngược lại, Võ Hoàng Yên gây ra cho bệnh nhân không những đau đớn về thể xác mà còn tổn hại ghê gớm về tinh thần mà chúng tôi đã bình luận trong các bản tin trước. Nếu quý vị nào chưa xem thì quý vị cũng có thể là vào xem để biết thêm vị thần y này gây ra đau đớn như thế nào cho các bệnh nhân. Nếu các vị lang băm kia chỉ lừa một nhóm nhỏ hành nghề ở một chỗ và bị chính quyền địa phương nhắc nhở, thì ông Võ Hoàng Yên tung hoành đa phương, xuyên biên giới kể cả nước là văn minh hiện đại như Mỹ chẳng hạn. Ông ta không những không bị nhắc nhở, mà ngược lại còn được chính quyền địa phương mời về cho chữa bệnh cho dân. Ông được tổ chức là đưa đón và đưa cơm, bưng nước rót và tiền hậu tạ vài trăm triệu đồng. Thậm chí có nơi còn xây hẳn một trung tâm chữa bệnh. Nếu các vị lang băm kia kiếm khách bằng những tin đồn thì Võ Hoàng Yên công khai dàn dựng rất nhiều clip tung lên mạng xã hội, truyền hình ảnh thần y chữa bệnh đến hàng triệu người đến thế giới. Nếu các vị lang băm kia khi chữa còn phải tốn nước, phải tốn nhang thì ông Võ Hoàng Yên chỉ tốn mỗi micro để diễn trò. Và một điều đặc biệt đáng nói nhất là nếu các vị lang băm kia chỉ đơn thân độc mã hành nghề thì Võ Hoàng Yên lại được là sự trợ lực, được sự lăng xê, được sự bao bọc bởi một số người nổi tiếng trong giới xôi chậu Việt. Và chúng tôi hoàn toàn đồng ý với chú Huỳnh Uy Dũng rằng đây không phải là cuộc chiến giữa cá nhân với cá nhân, mà là cuộc chiến giữa những cái thiện với cái ác, giữa cái lương y và gian y. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thương dân yêu nước chống gian tham, tâm giúp ích đời khó vẫn cam, người đẹp tính ngay dám nói làm, tốt thay đại nghĩa nữ phương Nam. Như vậy là đã hơn 4 tháng trôi qua kể từ ngày cô siêu Nguyễn Phương Hằng phải rời xa gia đình, rời xa hàng ngàn đứa con, rời xa chúng ta. Thùy Linh cùng ban biên tập Hồng Biến TV mong sự việc sớm kết thúc, trả lại sự công bằng, sự đúng người đúng tội, mong cho cô sẽ sớm quay trở về. Có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn nữa đang chờ đợi để bấu víu vào cô, để níu lại chút hy vọng cho chính bản thân họ hoặc cho con của họ. Thưa quý vị, một thông tin quá hấp dẫn và đầy bất ngờ, đại tá Đinh Văn Nơi hé lộ 4 bí mật khủng của ông Phan Văn Mãi. Thưa quý vị, vậy là 4 tháng trôi qua kể từ ngày cô siêu Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố bắt tạm giam theo điều 331, mà sự việc này khiến cho đông đảo quần chúng nhân dân quan tâm và gây bức xúc không nhỏ cho một bộ phận những người dân yêu chính nghĩa và bảo vệ lẽ phải, nhất là sự tắc trách của ông Phan Văn Mãi, đương kim chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây nhất thì đại tá Đinh Văn Nơi đã nói lên tiếng lòng ủng hộ lẽ phải khi ông đã đánh thép tuyên bố rằng khi đảng viên thấy sai không dám đấu tranh mà đúng không dám bảo vệ, vậy có còn xứng đáng là tư cách của một đảng viên nữa hay không? Và qua đây thì đại tá Đinh Văn Nơi đành thép chỉ mặt đặt tên 4 cái sai của ông Phan Văn Mãi cũng như những khuất tất của vụ việc CEO Nguyễn Phương Hằng. Thứ nhất, tại sao lại để lọt lệnh cấm xuất nhập cảnh của bà Hằng cho anh nhà báo ớt sừng? Thứ hai, tại sao các đơn thư tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng gửi lên, tại sao cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh không xử lý dứt điểm khi mà các vi bằng đã rõ ràng rành rành như vậy? Thứ ba, vì sao phe là chống phá đối lập với bà Hằng cũng chống phá xuyên tạc tấn công Đại Nam, xúc phạm bà Hằng, công việc thiện nguyện, quỹ Oxy, quỹ Hằng Hiểu, vì sao không được xử lý? Nhà báo Đức Hiển hèn the, chuyên dùng ngòi bút của mình xuyên tạc, dùng ngòi bút tấn công cá nhân, vậy đã vi phạm điều 331 như bà Hằng, tại sao vẫn không xử lý? Và vấn đề thứ tư, có phải vì bị bà Hằng nhắc đến tên ông Phan Văn Mãi trong buổi live stream ngày 22 tháng 3 mà 2 ngày hôm sau bà Hằng đã bị khởi tố bắt tạm giam? Đây cũng chính là những thắc mắc của tất cả người dân yêu chính nghĩa cần được ông Phan Văn Mãi giải đáp. Và vụ việc này, nếu nhìn một cách tổng quan,
phải chăng có dây mơ rễ má cua cậy càng cá cậy vây hay không? Khi sự bên trọng bên khinh, liệu ông Phan Văn Mãi làm việc như vậy đã đúng chức trách của mình hay chưa? Và quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất mà ban biên tập của chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến sự kiện này nhé. Có thể mỗi người một cách nghĩ, nhưng với cá nhân chúng tôi thì chúng tôi luôn lấy cái điều mà cha ông đã truyền dạy rằng gạt đục khơi trong, nên tình cảm dành cho Siêu Phương Hằng vẫn là không thay đổi. Vi phạm đến đâu thì xử đến đó một cách công tâm. Không dễ gì có ai làm được như bà ấy, làm từ thiện bằng túi tiền của mình, thương người lao khổ, hoạn nạn vô điều kiện. Từ tiếng nói của bà, Nghị định 91 về làm từ thiện mới ra đời để thay thế cho Nghị định 64 đã không còn phù hợp. Bộ quy tắc ứng xử của nghệ sĩ được ban hành, những người nghệ sĩ chân chính được vinh danh, người dân không còn bị lừa dối bởi những thần y vô liêm sĩ vô đạo đức. Những kẻ gian manh xem từ thiện như một cái nghề kiếm ăn bất chính được vạch mặt và hạn chế được một phần tệ nạn xấu xa này. Còn những gì khuất tất phía sau, không có thông tin. Mong bà Hằng và Đại Nam sẽ sớm vượt qua kiếp nạn này. Thưa quý vị và các bạn thân mến, như thông tin chúng tôi đã gửi đến quý vị về việc cô Nguyễn Phương Hằng đang bị bắt tạm giam tại trại giam T30. Cô Nguyễn Phương Hằng đã đanh thép chỉ rõ các phóng viên báo chí cũng như là báo pháp luật không được quay phim bà vì do sự chỉ đạo của ông nhà báo Nguyễn Đức Hển, phó tổng biên tập báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi công an Thành phố Hồ Chí Minh mà người đứng đầu là ông thiếu tướng Lê Hồng Nam, giám đốc công an nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo bắt tạm giam cô Nguyễn Phương Hằng và ghép vào điều luật 331 vớ vẩn. Trong ngày 25 tháng 3 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo đưa bà Nguyễn Phương Hằng về trại tạm giam T30 để điều tra lấy lời khai. Đến nay đã 4 tháng trôi qua. Trong những ngày đầu tiên, cô Phương Hằng đã có những động thái là thái độ chống đối và đồng thời bà không chấp nhận hành vi cũng như hợp tác với các cán bộ điều tra vì những bức xúc cá nhân của mình. Ngay lập tức sau nước bài mà các cơ quan chức năng điều tra, đặc biệt là ông thiếu tướng Lê Hồng Nam đã chỉ đạo cho cấp dưới kéo dài thời gian và làm cho bà Nguyễn Phương Hằng mệt mỏi xuống sức để sau đó bắt ép bà Nguyễn Phương Hằng vào việc là điều tra lấy lời khai ban đầu cho bà Nguyễn Phương Hằng, yêu cầu phải có mặt luật sư của mình trong các buổi điều tra lấy lời khai. Nhưng các cán bộ điều tra công an tại trại giam T30 đã nhận sự chỉ đạo của ông Lê Hồng Nam không cho phép bất cứ ai được tiếp cận mà chỉ cho phép báo chí quay phim chụp hình. Chúng ta có thể thấy vô lý không? Mọi người có thể thấy hình ảnh tiêu tụy của cô Nguyễn Phương Hằng trong lúc vừa bị bắt tạm giam đưa lên các trang báo chí và truyền thông để nhằm mục đích hạ bệ triệt để và tử hình bằng ngòi bút truyền thông đối với cô Nguyễn Phương Hằng. Cho dù bà Nguyễn Phương Hằng cùng ông Dũng Lò Vôi và ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, như quý vị đã biết, tại sao những lần live stream của mình, cô Nguyễn Phương Hằng luôn nhắc đến chuyện nhà máy oxy và nhà máy găng tay của vợ chồng bà với các cơ quan chức năng, mà đặc biệt là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, tại sao bà Nguyễn Phương Hằng lại nhắc tên đích danh ông Phan Văn Mãi? Thưa quý vị, chúng tôi nói chính xác 100% và chúng tôi chịu trách nhiệm với những lời nói của mình đưa ra. Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã từng đến nhà chắp tay cầu xin vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng là cùng với ông Dũng Lò Vôi cứu cánh giúp đỡ trong đợt dịch Covid-19 vừa qua. Câu chuyện bắt đầu từ thông tin mà chúng tôi đã liên tục cập nhật đến quý vị trong thời gian vừa qua liên quan đến ông Nguyễn Thành Phong, nguyên là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, vì lúc đó là ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, là người đảm nhiệm vai trò trưởng ban chỉ đạo phòng chống Covid, sẽ bắt đầu từ tháng 4 năm 2021. Dịch bùng phát mạnh ở Việt Nam mà tâm dịch chính là Thành phố Hồ Chí Minh. Trước tình hình này, Bộ Chính trị đã điều động ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và chỉ đạo trực tiếp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với tính cách thể hiện và sự nhiệt tình của mình nên ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo quyết liệt về vấn đề phòng chống dịch và ra lệnh cho ông Nguyễn Thành Phong, nhưng vấn đề không được thực hiện. Lúc này, ngân sách của Việt Nam gần như cạn kiệt. Chính phủ phải bòn vét và đi khắp nơi, khắp nước trên thế giới bổ sung vào quỹ vaccine cộng đồng. Với tình hình khẩn cấp nên Bộ Chính trị liên tục có công văn yêu cầu đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh, và đồng thời, trong lúc này chính phủ ra nhiều chỉ thị chỉ định yêu cầu giải ngân các gói hỗ trợ và khoản trợ cấp cho người dân thực hiện chỉ thị 16. Người dân trong khoảng thời gian đó đã lên tiếng và bức xúc lớn khi mà chính phủ lên tiếng là liên tục hứa mà không hỗ trợ cho người dân vì kinh phí trung ương không còn để ra về. Trung ương lại là người ký và đóng dấu đưa văn bản và để trả tiền chu cấp cho người dân. Trong thời gian đó áp lực về vấn đề này thì ông Nguyễn Thành Phong đã phản ứng và xưng cổ lại với ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ông Nguyễn Thành Phong đã thẳng thừng cho rằng tiền thì trung ương không rót mà trợ cấp thì trung ương bảo chi ra, từ Thành phố Hồ Chí Minh không còn kinh phí nữa để mà thực hiện, cộng với đó là hàng nghìn các khoản chi tiêu ngân sách phục vụ trong công tác phòng chống dịch. Chính vấn đề này nên sự mâu thuẫn giữa ông Nguyễn Thành Phong, ông Vũ Đức Đam ngay lập tức là lên tiếng, và ông Vũ Đức Đam mong câu chuyện này là ra Bộ Chính trị. Và ngay lập tức ông Nguyễn Thành Phong
bị phế truất chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Thay vào đó là ông Phan Văn Mãi mới có cơ hội lên thay cho ông Nguyễn Thành Phong. Đồng thời Bộ Chính trị cũng ngay lập tức chỉ đạo là Ban chỉ đạo phòng chống dịch là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính thay cho ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam để tăng thêm độ uy quyền khi chỉ đạo ông Phan Văn Mãi, và khi mà ông này lại chân ướt chân ráo giữ chức chủ tịch vài ngày, tình huống cấp bách mà Bộ Chính trị là chỉ đạo bằng lời nói mà tiền thì không rót về đồng nào, đặt câu hỏi và thử thách lớn cho ông Phan Văn Mãi và thử thách về ngân sách trong lúc cấp bách chống dịch, tức là thử thách độ lâu dài của chiếc ghế chủ tịch quyền lực mang tên Phan Văn Mãi này được bao lâu như vậy. Giải pháp tối ưu mang tên Phan Văn Mãi này thực hiện là kêu gọi vận động quyên góp từ các doanh nghiệp chung tay chống dịch. Ngay sau khi triển khai kêu gọi vấn đề này thì Phan Văn Mãi kêu gào cũng chỉ đạt được là vài đồng và không đủ là chi đâu vào đâu để giải quyết được các vấn đề chống dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay lập tức Phan Văn Mãi đã đến tận nhà của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng cùng với ông Dũng Lò Vôi chắp tay cầu xin giúp đỡ. Lập tức chồng của bà Nguyễn Phương Hằng cùng với ông Dũng Lò Vôi ngay lập tức như vậy là đồng ý và xây nhà máy miễn phí ra đời và cung cấp cho toàn bộ các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp sau đó là nhà máy găng tay và của bà Nguyễn Phương Hằng và hàng tá tiền của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng cùng với ông Dũng Lò Vôi đã cung cấp cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để đáp ứng nhu cầu chống dịch trong lúc đó mà người đứng đầu phải chịu trách nhiệm là ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi. Như vậy, Phan Văn Mãi đã nhận ơn của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng cùng với ông Dũng Lò Vôi như lời của bà Phương Hằng nói là hoàn toàn chính xác chứ không có gì sai lầm. Thưa quý vị, cũng chính vì thế nên việc các ca nghệ sĩ bẩn, chúng không bỏ tiền túi ra mà đứng ra kêu gào được vài đồng để đánh bóng tên tuổi của mình và để ăn chặn tiền từ thiện, không có công rồi còn lên mặt dạy đời cho bà Nguyễn Phương Hằng, có làm được như chúng nó hay không? Xin thưa rằng khoản tiền này của đám ca nghệ sĩ bẩn này là dồn cũng không bằng khoản tiền lẻ mà vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng cùng với chú Dũng Lò Vôi đã bỏ ra cho người dân trong đợt dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đến giờ phút này có thể nói là vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng đã làm rất nhiều công tác trong phòng chống dịch, mà đặc biệt người đứng sau chỉ đạo là ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi. Bởi vậy, nhiều vấn đề liên quan tới việc phòng chống dịch, bà Nguyễn Phương Hằng đã bỏ tiền túi gia đình của mình ra. Điều đặc biệt hơn là đến giờ phút này, vợ chồng của bà Nguyễn Phương Hằng thậm chí còn thế chấp tài sản ở ngân hàng để mục đích giúp cho công tác phòng chống dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh, mà người đứng sau hứa hẹn về những khoản chi tiêu đặc biệt là vay mượn của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng chính là ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi. Như vậy là nước cờ đến giờ phút này đã nhìn thấy rõ trong thời gian tới đây, khi mà cô Nguyễn Phương Hằng đang bị khởi tố bắt tạm giam vào trại tạm giam thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi này sẽ tiến hành chỉ đạo cho các cơ quan thuế, cơ quan ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh liên quan tới những vấn đề mà vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng đã thế chấp trong thời gian vừa qua để giúp đỡ trong công tác phòng chống dịch. Nếu như bà Nguyễn Phương Hằng vào trại giam thì sẽ không có người trả nợ và sau đó là chiếm đoạt khối tài sản của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng liên quan đến những vấn đề thế chấp mà vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, ông Dũng Lò Vôi đã thế chấp nhiều tài sản để ủng hộ cho cơ quan Thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là các cơ quan chức năng tiến hành chống dịch COVID-19 vừa qua. Liên quan đến sự việc bà Nguyễn Phương Hằng, đến nay các cơ quan điều tra của Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa bà Nguyễn Phương Hằng về trại tạm giam T30 và đã là bắt giam khởi tố cô Phương Hằng đã 4 tháng. Nhưng theo thông tin mà chúng tôi được biết thì trong những buổi điều tra tại đây, bà Phương Hằng không được phép tiếp xúc với luật sư, đồng thời thái độ của bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng mình sẽ sẵn sàng đối chất với ông Lê Hồng Nam, ông Phan Văn Mãi. Thế nhưng việc điều tra và lấy lời khai của bà Nguyễn Phương Hằng diễn ra vô cùng mờ ám. Các điều tra viên tại đây là đã lấy lời khai của bà Nguyễn Phương Hằng theo kiểu suy diễn và quy chụp, trong khi bà Nguyễn Phương Hằng lại một mực khẳng định mình là người vô tội và sẵn sàng đưa ra tất cả các sự việc ra trước ánh sáng và sẵn sàng đối mặt với khung pháp luật cao nhất.